đến Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Hiện thế trong xa cứ bạn như một thân nhỏ tốt tươi, nàng đem bao nhiêu hoan lạc với muôn trái thơm dịu chung quanh bạn, đàn con khôn ngoan xinh đẹp tựa như ô liu xanh dần, trời non đang lớn Chúa thương chở che, phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Trong một đời bạn ơi, công lao tay bạn dài lâu xa hoa thơm nồng, mừng cho Sion hương thi và vui con chó lăn con tài hoa, phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Hồn con ca lên muôn lời, ta tụng danh Cha suốt đời. Ngài ban cho con gia đình, có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lành nhờ dựng xây mái ấm lâu bền. Chúc phúc cho đời con, phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Chúa luôn đường lối Chúa chín chừng bền tâm dõi hướng, nhiều công sức nay người được hướng thánh nhàn, ngàn muôn phúc nồng hạnh phúc dâng tràn. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho đoàn con mỗi ngày trong đời sống chúng con. Cành nho chín thơm ngọt chỗ nhiều trái tươi, là hiền thế dịu dàng ở trong xa thơ. Sống chung con ngàn ơn phúc xuống cho người
sợ Chúa luôn. Từ Sion Chúa thương tình luôn chung phúc. Sống chung con, bạn sẽ thấy châu con đầy đàn sung hoan, lòng hân hoan gia đình thật bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống dư đầy, bình an Chúa trời trùng kín. Chúa chúc phúc cho đoàn con hết mọi ngày trong đời sống chúng con. Thank you.
trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước bàn thờ em đón nguyện trọn đời bên anh, khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới phong ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mai, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lan mãi không hề. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuẩn chuyên, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời, bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân lớn mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân thank you.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con lại xin Chúa cho các đôi tớ sau đây, thầy Giuse Nguyễn Viết Thắng và chị Maya Giuse Nguyễn Thị Hà, khi được liên kết với nhau nhờ bí thị hôn phối, được lớn lên trong đức tin và học tin xưng và làm cho hội thánh được thêm nhiều con cái trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách châm ngôn: Ai sẽ tìm được người vợ đảm đang? Nàng đáng giá hơn châu ngọc. Chồng nàng đặt tin tưởng nơi nàng và ông được nhiều lợi lộc. Suốt đời nàng mang lại may mắn cho chồng, chứ không gây ra tai họa. Nàng đã kiếm được len và sợi gai, rồi hăng hái ra tay làm việc. Nàng tra tay vào cọc sợi, và ngó tay nàng nắm chặt con thoi. Nàng giấu tay giúp người đúng cực, và đưa tay cứu kẻ bần cùng. Duyên dáng là điều giả trá, nhan sắc là chuyện chóng qua. Người phụ nữ kính sợ Chúa mới được người đời ca tụng. Hãy cho nàng hưởng thành quả do tay nàng làm ra, và các công việc của nàng sẽ làm cho nàng được vẻ vang nơi cổng thành. Đó là lời Chúa. Thank you.
hãy phục tùng chồng mình, để nếu có ai không tin vào lời thì nhờ cách ăn nếp ở của những người vợ, chứ không cần lời nói mà họ được chinh phục. Bởi xem xét cách ăn nếp ở trong sạch với lòng kính sợ của chị em. Chị em đừng lo trang sức bên ngoài như bệt tóc, đeo vòng vàng hoặc trưng diện y phục quý giá, nhưng hãy là con người nội tâm. Với đồ trang sức không hư nát, với tâm hồn hiền lành và thanh thản, đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, xưa kia các phụ nữ lành thánh, những người tin cậy vào Chúa đều trang điểm như thế, và họ từng phục chồng mình như bà Sarah đã vâng phục ông Abraham khi gọi ông là ông chủ. Chị em là con cái của bà. Khi chị em làm việc thiện mà không sợ bất cứ đe dọa nào, cũng thế là những người chồng khi sống chung với vợ, anh em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người đồng hưởng ân ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, có lòng thương xót và khiêm nhường. Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc lành vì anh em được mời gọi đến lãnh phúc gia, làm gia nghiệp. Đó là lời Chúa.
sao thì các anh cứ làm như vậy. Kính thưa các bà anh chị em, các bạn trẻ, Giuse Maria rất thân mến. Ban sáng nay tôi xem lại cái sổ hôn phối của giáo sư ta trong vòng một năm vừa qua, xem là được thống kê được bao nhiêu, vì chúng ta vừa mới hết năm dương lịch 2022. Thì giáo sư ta trong năm vừa qua có 30 đôi hôn phối, có 26 đôi được cử hành lễ cưới trang trọng tại nhà thờ, và có 4 đôi tha ngăn trở khác đại, nghĩa là chỉ làm các nghi thức. Hôm nay đôi bạn Giuse Maria là đôi đầu tiên của năm mới xưng tình và là mở hàng của năm mới. Hy vọng mọi sự đều tốt đẹp cho một năm mới thuận lợi bình an. Qua các bài sách khách ta thấy được chỉ dẫn. Son hiền ngoan, con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, phôi trọn đời. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho nàng chung câu ân tình xây đắp gia đình, sống bên con qua những buồn vui, vững tin ngày mai. Trong tình yêu Thiên Chúa bao la tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời. Xin cho chàng dân lòng muôn trùng luôn bước uy hùng, sống bên con nâng đỡ chở che lối đi đường về. Nguyện cầu cho cho nhau luôn thắm tình ban đầu. Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Trong gia đình
mãi tương lai, một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho nàng vui trong ước nguyện xứng đáng mẹ hiền, biết hy sinh đưa dẫn đàn con sống theo tình yêu. Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình, nâng đỡ gia đình sống thanh cao gương mẫu người cha thiết tha hiền hòa. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau luôn thắm tình ban đầu, mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin, mãi mãi cho em thơm ngát ân tình. Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau. Các con đến đây để kết hôn với nhau.
nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn được tự ý và được tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái của Chúa Giê-xu ba và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô của Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giáo hôn nhân thánh thiện, các con nắm tay nhau, nó nên sự thật các con trước mặt Thiên Chúa của Hội Thánh người. Anh là Giuse Nguyễn Viết Thắng, nhận em Maria Giuse Nguyễn Thị Hà làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời. Em là Maria Giuse Nguyễn Thị Hà, xin nhận anh Giuse Nguyễn Viết Thắng làm chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu trở nên sung thuận các con của tờ bày trước Hội Thánh, và xin Chúa tôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, tạ ơn Chúa. Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau, làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Maria Giuse Nguyễn Thị Hà, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh lên cha và con và thánh thần. Anh Giuse Nguyễn Viết Thắng, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em lên cha và con và thánh thần. Với lời thưa ương thuận kết hôn, đôi bạn vừa trao nhẫn cưới cho nhau, xin được công bố trong mặt cộng đoàn Hội Thánh, anh Giuse Nguyễn Viết Thắng và chị Maria Giuse Nguyễn Thị Hà đã trở thành vợ chồng trước mặt Thiên Chúa cộng đoàn Hội Thánh. Ta cùng chúc mừng các bạn vừa trao. Ta ngồi nghe bí sơn lời cầu nguyện. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn người nam và người nữ sống đời sống gia đình để cộng tác với Ngài trong công trình sáng tạo và cứu độ. Cùng tạ ơn Chúa với đứa bạn Giuse Maria trong ngày thành hôm nay, chúng ta xin Chúa sức mạnh và thánh hóa gia đình với Ngài. Gia đình Kitô giáo là niềm hy vọng cho thế giới hôm nay. Xin cho các gia đình Kitô giáo sống tinh thần tin mừng, để gia đình trở thành dấu chỉ của tình yêu thương và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Chúng ta cầu xin Chúa. Giáo dục con cái trong đức tin, đức cậy và đức mến, để chúng trở nên những người con ngoan cho gia đình, xã hội và giáo hội. Chúng ta cầu
xin cho đôi tân hôn hôm nay luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong tinh thần Kitô giáo, để gia đình của họ trở nên biểu hiện của tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội Thánh. Chúng ta cầu xin Chúa. Tròn tình dâng thề hứa chung đường tình luôn ngát hương, mãi ngày vẫn thế vuông tròn tơ duyên nồng thắm, gia đình êm ấm chung tình tình yêu thắm mãi.
xin cho đôi bạn suốt đời thủy chung. Mẹ ơi xin cho đôi bạn gắn bó yêu thương, dìu nhau đi trong cuộc đời lúc buồn lúc vui, để nên mái ấm gia đình ngợi khen Chúa hiền vinh. Cho hoa yêu thương kết trái đơm hương, chung trình tin yêu bạc ngay nêu gương, khiêm nhu đơn sơ sống thanh xa xưa, sống trọn một đời xứng với ơn gọi. Mẹ ơi xin cho đôi bạn sống đời đứng tin, làm gương cho các gia đình cuộc sống hy sinh, cùng nhau noi gương của mẹ sống lời Chúa luôn, làm cho hạt sống tin mừng được đâm nhánh trổ bông. Cho hoa yêu thương kết trái đơm hương, chung trình tin yêu bạc ngay nêu gương, kiếm nhu đơn sơ sống thanh xa xưa, sống trọn một đời xứng với ơn gọi. Trọn đời xin cho
Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con, Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con này xin Chúa cho sức mạnh của vị đại nhân được sang thăm nơi các tôi tớ xuống đây, và xin cho người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến tế chúng con vừa dâng tiến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin các bạn, ngày mai chúng ta có lễ 6 giờ thì sau đấy là sứ cũng như hội đồng giáo sứ và các đoàn. Đây rồi chúng ta cũng tham dự giờ dầu tại giáo sứ của bạn, giáo sứ Thiết Kế Anh Em với giáo sứ chúng ta. 5 giờ chuông báo, 5 rưỡi đọc kinh, 6 giờ kém 10 chúng ta nghe giao lịch và 6 giờ thánh tế. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Chúa Giêsu đứng đoái hương hiện diện tại tiệc cưới Cana, rộng ban cho con và thân quyến phúc lành của người. Amen. Xin chính người là đứng rất yêu thương hội thánh đến cùng không ngừng tuôn đổ vào lòng các con tình yêu của người. Amen. Xin Chúa ban cho các con khi minh chứng niềm tin vào sự phục sinh của Đức Kitô, biết vui mừng trong đời niềm hy vọng hầu phúc. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban lành cho anh chị em. Thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vọng đón lời ru hời, Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha, Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Thank you.
thủa đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình, dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi, niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Ngày xưa khi mây mở trời Cana, đôi chim trắng vút bay giữa trời, Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi, người tay trong tay bước tuyệt vời về đến cõi trời thắm tươi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa, nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.